Hello, xin chào các bạn. Một ngày đi phượt à, một ngày đi phượt nha các bạn ơi. Mình đang đi từ cung đường quốc lộ 29 đi thẳng vào Vũng Rô. Đang đi qua khu vực cầu Đà Nông nha các bạn. Một chuyến đi phượt ở trong ngày trong mùa dịch. Cảm giác được đi trên những cái con đường rất là thoải mái các bạn, thông dong một mình. Phía trước xa xa kia là núi Đá Bia ha, biểu tượng của tỉnh Phú Yên, rất là đẹp. Những dãy núi trùng trùng điệp điệp và cái điểm kết thúc của dãy Trường Sơn à, những mỏm núi đâm dài ra biển. Trải nghiệm cung đường đèo, một trong những cung đường quen biển đẹp nhất Việt Nam các bạn. Con đường từ Phước Tân Bãi Ngà đi thẳng vào ở trong cảng Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên. Rầm rỗi một ngày thông dong cùng mình nha các bạn. Trong những ngày dịch là cảm giác rất là gò bó, tù túng à, quyết định là xách xe đi thông dong một chuyến khoảng tầm vài chục cây số cho thoải mái quá các bạn. Dọc theo những con đường đèo quen biển đẹp nhất à, thì nếu như mình thực hiện cái video này cho anh chị mình xem, anh chị mình thấy thích thì video sắp tới mình sẽ quay cung đèo cả ha, cung đường đèo cả, một trong những cung đường đèo rất là nguy hiểm trở và mang yếu tố về mặt tâm linh rất là nhiều cho quý anh chị mình xem à. Bây giờ mình thực hiện một cung đường đèo ven biển đẹp nhất Việt Nam, cung đường quốc lộ 29 chạy dọc từ Phước Tân Bãi Ngà đi thẳng vào trong Vũng Rô. Đây, khu vực này là khu vực của Phước Tân Bãi Ngà các bạn. Đây, khu vực xã Hồ Tâm. Khu vực này còn có nhà dân ở ha. Dọc xuống tới khu vực đèo là không có nhà dân anh em. Sắp đi qua khỏi cái làng Phước Tân Bãi Ngà các bạn, chuẩn bị bắt đầu những điểm đèo đầu tiên. Cung đường đèo dọc biển, một cung đường đèo nhẹ dọc biển rất là đẹp luôn à. Vừa quen biển vừa là nơi mà đón ánh bình minh lý tưởng nhất nha các bạn. Là một cái điểm trước kia theo tài liệu thì được đánh giá là mũi điện Đại Lãnh là cái nơi chạy qua hết cái con đường dòng này xíu các bạn. Con đường dòng này xe nó vừa dòng mà mình vừa nói nữa là các bạn không có nghe được, rất là ồn à. Sắp tới là mình toàn là đi những cái chuyến hành trình này không các bạn, từ Bắc vào Nam luôn, chờ cho hết dịch nó lắng xuống các bạn. Ok, bây giờ tới cái đoạn đường phẳng rồi các bạn. Lúc nãy là cái đoạn đường kia nó dòng, nó nhầu quá, nhầu mình không có nói chuyện nhiều với anh em mình nghe được. Đây, cái dãy núi Đá Bia thuộc tỉnh Phú Yên. Đây là hệ thống của dãy núi Trường Sơn luôn nha anh em. Những cái điểm kết thúc của dãy Trường Sơn Đông, đâm ra ngoài biển. Đây, đâm ra ngoài biển, tại này là có mũi bãi bàng, mũi lớn. Và phía dưới nữa là mũi điện Đại Lãnh, là cái nơi mà đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam của chúng ta. Trước kia thì người ta gọi mũi điện Đại Lãnh, người ta xác định được cái vị trí của mũi điện Đại Lãnh là điểm cực đông của Tổ quốc. Nhưng mà cái thời điểm đó vào năm 1861, cái thời điểm mà cái mũi điện Đại Lãnh nó được xây dựng thì thời điểm đó các cái dụng cụ đo đạc nó không có chính xác các bạn. Thì sau này những cái giả thiết người ta chứng minh rằng là cái mũi đôi của Đại Lãnh Khánh Hòa thì mới chính là điểm cực đông của Tổ quốc. Nhưng mà mũi điện Đại Lãnh là cái nơi mà đón ánh bình minh, giống như mình nói là cái nơi đón ánh bình minh lý tưởng nhất tại điểm cực đông của Tổ quốc chúng ta ha, sẽ là cái nơi thấy ánh bình minh đầu tiên và lý tưởng nhất. Đây, dọc phía bên trong cái con đường Phước Tân Bãi Ngà, rất là nhiều người dân họ nuôi đìa tôm các bạn, nuôi đìa tôm thẻ chân trắng. Trải nghiệm lang thang các bạn, những tháng ngày ngột ngạt
trong thành phố, trong công việc, trong áp lực của nhiều điều trong cuộc sống. Không dân một mình, bỏ qua hết mọi điều ở sau lưng. Đây, những cái cung đường đèo dọc này người ta có trồng keo rá tràm nữa, rất là đẹp ha. Đem mấy cái liều trại vô trong này cắm trại là nhất luôn á, quá đẹp các bạn. Bình định đi cắm trại ta dọc theo khu vực này nè, khu vực đường Phước Tân Bảy Nghề với là nghe chỗ mấy cái hốc biển, eo biển kia nè đó. Nhưng mà đó là cái dự định, nhưng mà mình biết là ở đây rất là đẹp, nhưng mà bữa nay trải nghiệm đi là không nghĩ là nó đẹp, đẹp tới cái mức mà rất thích luôn, quá thích, đẹp hơn mình nghĩ luôn các bạn. Con đường đèo này làm liên tục sửa chữa, đoạn đường Phước Tân Bảy Nghề các bạn, liên tục sửa chữa, làm mở rộng. Bây giờ là con đường này con đường chính này, lúc trước là đi con đường kia, con đường kia bữa nay nó đóng lại các bạn, đóng lại cái đoạn bắt đầu rồi. Bữa nay là nó bắt đầu cái đoạn đường mới này, nó lắp lại ngay chỗ đây nè các bạn. Mấy bữa là lên dốc, là lên dốc ngay đây nè, đấy, bữa nay đóng lại rồi, liên tục nâng cấp ha. Lúc mà chưa nâng cấp cái đoạn đường này là cái đường nó đi lên bằng phẳng đẹp lắm, rất là đẹp luôn đấy. Bữa nay họ nâng cấp cái con đường này, họ khóa cái con đường cũ rất là ổn ha, nâng cấp liên tục đây các bạn. Xe mình đang đi trên cái đoạn mà gọi là mũi Bãi Tiên à, khu vực Bãi Bàn và Bãi Tiên. Đấy, ở đây có một điểm mà xuống cắm trại rất là hợp lý, rất là đẹp luôn. Thông báo gì đây, tạm dừng các hoạt động thể thao để phòng chống dịch Covid các bạn. Đấy, thì cái nơi này mà nơi mình sẽ dự định thực hiện những cái chuyến tour cắm trại ở dưới khu vực bãi này các bạn, rất là đẹp ha. Sắp tới là những chuyến tour cắm trại của mình là được thực hiện tại khu vực này nha anh em. Đấy, cung đường đèo Vũng Đô Phước Tân Bảy Nghề rất đẹp, một cái bãi biển rất là hoang sơ các bạn, không có các cái dịch vụ tổ chức của du lịch, mà một cái bãi biển ngắn rất là gọn, một cái bãi mini rất đẹp, nước trong veo, nước trong veo luôn đấy. Thì sắp tới là mình sẽ thực hiện những cái tour cắm trại trải nghiệm thử thách ở trên dọc theo cái khu vực này ha, mấy cái gành đá đồ kia nè, rất đẹp luôn. Ở trong này nó có một cái suối nước ngọt nữa nè anh em, suối nước ngọt nó đổ từ ở trên đỉnh núi rồi nó đổ xuống, quá đẹp.
lại nó không ra bông các bạn. Dọc cái khu này là đều có thể cắm trại được hết, hấp dẫn, mấy điểm hấp dẫn không ạ. Đây là mình đang đi trên cái đoạn mà mũi lớn nè, khúc cua mũi lớn, khúc cua mũi lớn nha các bạn. Đây, khúc cua mũi lớn các bạn. Bên kia là mũi điện Đại Lãnh nha. Đấy. Thì tại cái nơi này là cái điểm đón bình minh mà lý tưởng nhất nè các bạn. Đoạn này là đoạn đón ánh bình minh mà lý tưởng nhất. Mặc dù là bây giờ là nó không phải là điểm cực đâu. Thì cái nơi này là cái nơi lý tưởng nhất các bạn, bởi vì cái đường nó rất là tiện lợi mà cái độ cao của nó rất là lý tưởng để chúng ta đón ánh bình minh nữa. Còn cái đường đi ra điểm mũi đôi của Đại Lãnh nó nằm sâu ở dưới kia, nó rất là khó đi ra các bạn, mà lên tới cái độ cao nó không có lý tưởng được. Chỉ có cái độ vươn ra biển thì nó vươn xa hơn so với mũi điện Đại Lãnh thôi. Nói là mũi điện Đại Lãnh nhưng mà nó thuộc địa phận của tỉnh Phú Yên nha các bạn. Trước khi tách tỉnh thì Phú Yên với Khánh Hòa là một tỉnh ha, nó thuộc tỉnh Phú Khánh. Sau khi tách tỉnh thì cái địa danh mũi điện, vị trí của mũi điện nó thuộc về tỉnh Phú Yên, nhưng mà cái tên địa danh nó vẫn mang là cái tên của Đại Lãnh. Trước đó người ta đặt cái mũi đó là cái mũi Đại Lãnh. Trải nghiệm cung đường đèo các bạn, mua theo hai chai nước suối 10.000, một lon bò húc nữa là phiêu lưu luôn các bạn, không còn quá cầu kỳ màu mè ha. Đi du lịch một cách rất là đơn giản. Vậy là sổ dốc chuẩn bị chạy xuống khu vực của mũi điện Đại Lãnh. Mấy anh em nào mà đi trong khu vực này chúng ta muốn tham quan, này chúng ta sẽ đi chỗ dốc này, chúng ta chạy xuống ha. Đấy, quẹo lại, đi lên tham quan mũi điện Đại Lãnh. Ở dưới phía bên dưới là có bãi biển, bãi môn rất là đẹp luôn, có suối luôn. Hôm nào mình cũng xuống đó cắm trại trải nghiệm luôn. Trải nghiệm các bạn, sau khi dừng chân một lát xíu tại bãi môn mũi điện Đại Lãnh, tiếp tục trải nghiệm cung đường đèo Dũng Rô ha. Dọc hai bên là người ta trồng bạc hà với là keo lá tràm rất là nhiều. Mấy khu này là vô trong này là cắm trại được hết các bạn. Còn các bạn đốt lửa thì các bạn phải cẩn thận, bởi vì mấy khu vực này là rừng dễ bốc cháy lắm.
đồi cây sung các bạn. Đồi cây sung có khu sống ảo Bù Pháp rất là đẹp. Mình lại quay thoáng qua về khu sống ảo Bù Pháp một tí xíu nha các bạn. Đồi cây sung à, nơi có những cây sung hiền ảo rất là đẹp luôn. Khu sống ảo cho rất nhiều bạn trẻ. Sung các bạn, chạy qua khỏi khu vực dốc cây sung. Bây giờ sẽ đi thẳng vào trong khu vực bè nổi sinh thái Dũng Rô ha. Cung đường này là mấy hai bên là sung nó tự mọc trong tự nhiên đó, nhiều lắm. Mà có hai cây thiệt bự ngay chỗ lúc nãy mình quay đó, gọi là dốc cây sung. Khu vực này người ta dân họ có nuôi dơ nè. Mấy cái nhà gần gần đây trong mấy cái góc đồi đó. Không biết còn đủ xăng chạy gì không các bạn. Từ nhà mình là trải nghiệm hết cái cung đường này là đi vô 25 cây ha, đi ra 25 cây nữa khoảng tầm 50 cây. Đấy, sổ dốc xuống khu vực này là Vịnh Vũng Rô các bạn. Vũng Rô Bay ha. Dọc khu này là bè nổi sinh thái phục vụ cho các cái lồng bè ăn thủy hải sản nè rất là nhiều. Tuy nhiên là thời gian này thì do ảnh hưởng bởi dịch bệnh cho nên là các cái bè nổi là cũng bị rất là vắng khách, rất là ớ. Trải nghiệm cung đường đèo dọc biển gọi là đẹp nhất Việt Nam các bạn. Quá đã. Chỉ cần chạy xe thôi là cũng cảm giác thấy thoải mái rồi các bạn. Chỉ chạy xe thôi. Quá trời bè nổi luôn nè. Đấy, mấy cái bảng hiệu tùm lum à. Nhiều rất là đẹp này, mà hết dịch là ăn uống là để đời luôn. Mấy khu này phục vụ cho khách du lịch trong tỉnh và ngoài tỉnh luôn các bạn, rất là nhiều bè sinh thái quá trời luôn nè. Anh em các nơi mà có đi du lịch đến với Phú Yên thì ghé lại cái khu bè nổi sinh thái Dũng Rô á, em thưởng thức thủy hải sản. Tiếp tục cung đường đèo các bạn.
thấy chạy không có một cái chốt chặn nào ha. Nói chung là cũng còn thoải mái thở được các bạn ơi, còn thở được á. Mong là không có cái chốt chặn nào để trải nghiệm hết cái cung đường đèo này cho thoải mái một phát rồi quay trở về lại nha các bạn. Một ngày đi thông dong tự tại. Có nhiều người thì làm biếng ra đường, còn riêng mình là xách xe ra đường lang thang là khoái lắm. Xách xe ra đường lang thang thông dong là thích thú lắm. Nhiều điều làm cho mình trải nghiệm lắm. Nhiều người đi ra ngoài đường họ không có thích. Cảm giác được thông dong thoải mái, một rừng dừa luôn. Này là gọi là cái khu bãi bãi chùa. Bên này có di tích lịch sử tàu không số nè. Đó, những con tàu mà tải đạn năm xưa vào năm 1961 đến năm 1975 á. Với 1.900 lượt tàu trong vòng 15 năm vận chuyển vũ khí, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm và quân nhân trong vòng 15 năm từ năm 1961 đến năm 1975, với 1.900 lượt tàu vận chuyển tới 152.000 tấn vũ khí và nhu yếu phẩm, với hơn 80.000 quân nhân được phục vụ cho chiến trường miền Nam. Địa điểm di tích lịch sử tàu không số. Dọc theo con đường này nó có nhiều cái thứ để trải nghiệm luôn các bạn. Đó. Bây giờ những cái chiến tích còn lưu giữ lại, những cái con tàu không số nó bị chìm tại cái khu vực này vẫn còn các bạn. Tiếp tục trải nghiệm cung đường đèo này vô tới Vũng Rô các bạn. Này vô tới Vũng Rô. Tới Vũng Rô các bạn. Thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam. Qua khỏi khu làng này là lên trên tới khu khu cảng các bạn. Dòng ở đây là làm nuôi trồng thủy hải sản là chính luôn. Làm biển nhưng mà làm mấy người nhỏ nhỏ lấy chuồng rồi. Ở phía bên trên kia đèo cả, hôm nào là mình trải nghiệm khu đèo cả luôn nha anh em mình xem ha. Đèo cả rất là đẹp. Trong những cái con đường đèo dọc theo khu vực miền Trung là gọi là hiển hách như các bạn. Thú vị đó. Khu vực này mới làm đường lại rất là đi rất là đã các bạn. Hôm trước nó cũng là bê tông nhưng mà bê tông theo kiểu chưa tới nơi tới chốn á, đi cả vòng vòng chán lắm. Bữa nay quá đã luôn. Bữa nay là đường đi là tuyệt vời các bạn. 7:09:01 em qua radio chạy ngang qua trước mặt mình.